Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Sáng ngày 19 tháng 1, tức 28 Tết, hàng nghìn người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội ùn ùn về quê đón Tết Nguyên đán, khiến các phương tiện dồn kéo dài ở cửa ngõ. Từ 6 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 1, tức 28 Tết, ngày làm việc cuối năm để nghỉ Tết Nguyên đán, lượng ô tô dồn về tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình tăng đột biến. Theo ghi nhận, dòng ô tô xếp hàng di chuyển chậm kéo dài 1 km trước khu vực trạm thu phí. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, đội 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết nguyên nhân ùn ứ tại trước trạm thu phí cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ do có xảy ra va chạm giữa hai ô tô tại đây. Sau khi xảy ra va chạm, lực lượng ứng trực tại tuyến đã nhanh chóng xử lý, nên chỉ xảy ra ùn ứ trong ít phút, đại diện đội 3 thông tin. Còn tại nút giao Giải Phóng, Pháp Vân, quốc lộ 1A, lượng phương tiện cũng tăng lên từng giờ. Tuyến đường này, hầu hết người dân đi xe máy về các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao tại tuyến cửa ngõ phía Nam của thành phố, nhưng ùn tắc vẫn chưa xảy ra. Để đảm bảo an toàn, giao thông thuận lợi, thông suốt cho người dân về quê ăn Tết, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã bố trí 100% quân số để phân luồng, ứng trực trên các tuyến đường, vị đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 cho biết. Cũng theo đại diện đội cảnh sát giao thông số 14, lưu lượng sẽ tiếp tục tăng cao vào chiều nay và dự kiến kéo dài đến hết sáng mai, ngày 20 tháng 1. Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần sắp xếp thời gian, chọn lộ trình thích hợp để về quê, tránh ùn tắc.